Hương Giang gặp gỡ và hẹn hò với nam diễn viên Đình Tú qua sự kết hợp đóng chung trong phim truyền hình. Đình Tú kém Hương Giang 3 tuổi, cặp đôi yêu nhau vào năm 2016 sau khi cùng tham gia bộ phim Lặng Yên Dưới Vực Sâu. Từng có chuyện tình yêu đẹp, vượt qua bao sóng gió của dư luận để đến được với nhau, bỗng một ngày cặp đôi thông báo chia tay khiến khán giả không khỏi hụt hẫng. Sau khi thông báo đường ai nấy đi, cả hai thoải mái cập nhật cuộc sống cá nhân trên mạng xã hội. Đình Tú chăm chỉ đóng phim. Ngoài thời gian dành cho công việc, nam diễn viên thường xuyên tụ tập cùng hội bạn thân như Huyền Ly Di, Việt Anh Lã Thanh Huyền. Mới đây, nam diễn viên Thương Ngày Nắng về tự thưởng bản thân món quà khủng mừng tuổi mới là căn hộ sang chảnh. Đình Tú tiết lộ, sinh nhật năm nay thật ý nghĩa. Sau bao ngày chờ đợi mong ngóng, cuối cùng ngôi nhà đầu tiên của Tú cũng lộ diện. Đây cũng là món quà đầu tiên mà Tú dành tặng cho mình sau bao năm làm việc hăng say. Được ngắm em nó mỗi ngày, mình lại càng thêm có động lực, vui hơn khi nhận bản thiết kế đúng với gu mình đã tưởng tượng. Có thể thấy, Đình Tú nhanh chóng cân bằng cảm xúc sau chia tay mối tình 6 năm. Hiện tại, anh đang dành thời gian chủ yếu cho công việc và hạn chế nhắc lại chuyện buồn trong quá khứ. Đình Tú Hương Giang vẫn giữ mối quan hệ bạn bè và có cách hành xử văn minh sau chia tay khiến nhiều người nể phục. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.